Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Sáng á, Dung có hẹn đi, đi làm tóc nha cô chú anh chị. Tóc Dung nó có mấy sợi ha, nó nhìn nè, nó y như là nó le ngoe lắm à. Mà tóc của cô chú anh chị nhìn nè, lần cuối cùng Dung nhuộm á, là lúc mà Dung về Việt Nam á nha, là cách đây năm rồi đó, mà nó ra được như đây nè cô chú anh chị ơi. Không dài hơn được miếng nào luôn, không được gan tay nữa. Một năm trời mà nó dài được như đó đó. Nên là hôm nay mình lên mình cắt lại ở nhà, tại Dung tự Dung cắt á, cái nó so le cái ông xã Dung nói cả năm rồi không đi làm tóc, đi làm tóc luôn đi. Sáng gì à? Tại vì sáng ông xã Dung đưa con Dung đi học, mà cái chỗ tiệm cắt tóc này ở gần nhà Dung đó cô chú anh chị, cho nên là mình đi đi bộ lên hoặc là biến lấy xe. Trời, lúc gài vô mùa bồ công anh này nè, bộ công anh chuẩn bị nở hoa nè, cái lá này non lắm cô chú anh chị ơi. Nói để quần quần đi hái cái rồi chưa có đi nữa. Đây là một cái khu ở trong mỗi một cái ngôi làng sẽ có một cái khu nhà như vậy nha cô chú anh chị. Đây là nhà chính phủ mà trợ giúp cho những người mà thu nhập thấp á, hoặc là không có khả năng chi trả luôn đó cô chú anh chị, thì họ sẽ được ở trong này. Đây là nhà miễn phí luôn rồi, hoặc là đóng với cái thuê nhà cái giá rẻ nè, hoặc là được giảm miễn điện nước rồi này kia hết. Nói chung là ở trong khu này nói nhìn cho người thu nhập thấp, nhưng mà thật sự họ rất là sướng, họ cái gì cũng miễn giảm hết. Cho mỗi cho một cái làng là sẽ có một cái khu như vậy. Đó. Cái này thì khu này nhà như vậy thì sẽ có quản lý hết nha cô chú anh chị. Có tiền nhà, tiền điện, tiền nước gì hết á. Trời, có người á, người ta kiểu như một người đàn ông, một người phụ nữ đi, cái họ được trợ cấp vậy nè cô chú anh chị. Cái người đàn ông với người phụ nữ á, người ta thành bạn tình với nhau á, cái là người ta hợp là người ta ở chung, cái nhà nó sẽ dư ra trống và người ta cho thuê, mà cho thuê cái dạng thuê chui á cô chú anh chị, cho mướn chui á. Mình vào tiệm tóc rồi đó, nhưng mà cái này là mình phải lấy hẹn hết nha cô chú anh chị. Cái tiệm tóc mà ở trong này thì nhỏ vừa thôi nha cô chú anh chị, nhưng mà đông lắm. Hôm nay thì Dung cắt, gọi và nhuộm tóc luôn. Ở bên này á, tóc của Dung hỏi đi duỗi đó cô chú anh chị, nhưng mình ta không có làm cho mình đâu. Người ta nói duỗi là chỉ duỗi cho những cái người mà tóc xoăn, hay là những cái người mà châu Phi á, ở dạng cái tóc họ xoăn, họ khô cứng đó, xù lên á, người ta mới duỗi thôi. Chứ còn tóc của mình là người ta không có lãnh làm. Đó, khi mà mình nhuộm rồi nha, cái nó ra cái chân tóc đen, cái là nó có hai khúc. Người ta nói nó không có lên màu cô chú anh chị ơi. Bây giờ Dung đen vô thuốc để làm, Dung nhuộm cái màu nâu, nó nâu đen á, cho nó sậm sậm lại thôi. Lần đầu tiên mà Dung lại tiệm vậy nha cô chú anh chị á. Thường thường là con dâu xã Dung nó nhuộm cho Dung không à, mà lần này là nó không có ở không, cái là làm quá mắt tụi nhỏ nữa, rồi nó thôi thì Dung chạy lên tiệm Dung làm đó. Rồi cái mà đúng là mình làm tóc chỗ nào quen ưng ý là mình làm, mình nói là biết rồi cô chú anh chị. Rồi thì ngày mới này Dung kêu nhuộm cái màu nâu, Dung đưa cái hình luôn. Bởi vì là làm sao mà mình nhuộm cái chân tóc ở trên không thôi, còn ở dưới là nó không có nhuộm, không có. Mình muốn ủ để chăm sóc lại cái chân tóc chút xíu á. Tóc, tại vì tóc Dung á, nó nhìn vậy chứ nó rất là nhiều nha cô chú anh chị, nhưng mà tại vì cái sợi tóc nó rất là mỏng, mà cái kiểu như nó như sợi tơ vậy đó, nó mềm lắm, nên là chải đầu là chải nhẹ nhẹ thôi, không mấy là nó sẽ bị đứt á. Mà mình nói sao, ủa sao lên màu kỳ quá à, nó hoài mà cái đầu
nó đâu còn đen á cô chú anh chị, nó đâu lên màu đâu, y như là không nhuộm vậy đó. Xong rồi phải làm lại lần thứ hai. Ở bên này á là cứ gọi và cắt không là hồi trước trước là 23 đồng, bây giờ là 28 đồng rồi nha cô chú anh chị đó. Còn có những tiệm là 30 đồng, mắc lắm. Thế bây giờ là nhuộm thì nhớ tốn tiền, còn mà duỗi nữa thì Dung hỏi duỗi là gần 300 ơ lận, nhưng mà người ta nói là tóc của Dung thì người ta không có lãnh duỗi. Cô chú anh chị, nó rất là khó lên màu, có cái chân không thôi mà phải làm lại 2 lần nó mới lên màu á. Làm tại vì cái chân tóc màu đen của mình á mà làm cho nó lên màu á, mà mình bị 2 lần rồi đó nha cô chú anh chị. Một lần là Dung làm ở Paris nha, là không có lên màu, phải làm lại lần thứ hai, lúc nào mình cũng phải dặm thêm màu cho nó mới lên nữa. Trừ khi nào mà mình làm ở Việt Nam thì tại vì cái màu tóc ở Việt Nam á nó nặng hơn, người ta cũng giải thích cho mình á, và màu tóc bên đây thì người ta thiên về dưỡng hơn, người ta không có để chống khô tóc á cô chú anh chị. Mà làm ở Việt Nam là 10 lần trúng 10 nha, làm là lên màu là rất là đẹp luôn, như cái màu mình chọn luôn, nhưng mà bên này rất là khó. Đó, đi là phải đi 2 lần này nha cô chú anh chị đó. Làm mà phải làm lần xong rồi lên á, cũng mình chọn cũng cái màu, nhưng mà lên á cái màu tóc đen của mình nó vẫn còn nguyên xong rồi phải làm lại một lần nữa đó là nó mới lên á. Mà người ta cũng cũng ủ màu 15-20 phút gì đó, ngồi đợi cũng lâu lâu á đó. Đó, mà cái tóc của mình cực kỳ khó chăm mà khó nhuộm lắm cô chú anh chị ơi. Đợi cả năm rồi Dung cứ bới, Dung cứ làm trong bếp đó cô chú anh chị. Làm xong rồi cái dầu mỡ á, mình gọi cái nhiều khi á hả, tối cái Dung gọi đầu cái Dung sấy xong cái Dung đi ngủ luôn, Dung đâu có chăm sóc tóc gì đâu, nó khô eo à. Với tóc của mình hay bị gào nữa, cho nên là chăm rất là cực. Mà thôi nay đi dọn dọn lại mới một chút. Ở đây, là mình gọi một lần như vậy, gọi cắt nhuộm là 80 ơ nhưng cô chú anh chị. Nhưng mà cái kiểu như mà mình làm 2 lần á, nào nước, nào điện, rồi xà bông đồ này kia thì mình trả thêm tiền cho cô ấy. 80 ơ là hơn 2 triệu. 2 triệu tiền Việt mình nha cô chú anh chị. Nhưng mà bên đây là gọi đầu thôi, chứ không có massage, không có cào da đầu gì đâu, chỉ có chà xà bông như vậy nè. Rồi cái hồi ấy thôi. Mà về Việt Nam là Dung rất là ghiền cái đi gọi đầu ở Việt Nam, tại vì Dung khoái mà cào cào chỗ mà gịch tóc á, mà cỏ đau cỏ nào mình chịu cũng được hết trơn á. Nhưng mà nó đã lắm, nó đã ghiền lắm. Mà ở bên này á, mà đi cắt không với xà bông không á, là 28-30 ơ gì đó nha cô chú anh chị, là tầm khoảng 600-700 ngàn gì rồi đó. Bởi vì này bên đây là mà tiền đi làm tóc không mà thường xuyên là cũng nghèo luôn nữa. Thì coi như ông xã Dung á, tóc ông rất là mau ra dài, còn cái kiểu như mình á hả, tóc của mình nó lâu dài ơi là lâu luôn. Nên là Dung ít đi tiệm tóc lắm, năm Dung đi được chừng lần thôi. Còn ông xã Dung là tháng nào ông cũng phải đi cắt tóc, cứ đi vô tiệm cái là 28 đồng tháng rồi chú anh chị tính đi, một năm bao nhiêu tiền. Dọc đường á, hoa bồ công anh tốt mịt luôn rồi cô chú anh chị. Mà những cái chỗ này mình không có dám hái nha, tại vì nhiều khi chó rồi người ta rồi này kia, để gì nhìn nó tốt như vậy là có lý do đó. Rồi bụi bẩn rồi này kia nữa, mình cũng không có hái mấy chỗ này. Mà cái lá của chú anh chị đó, cái cọng này nè, cái cọng á xào ngon dữ lắm đó. Nếu gài là tới mùa rồi nè cô chú anh chị ơi, hai bên đường nó mọc quá trời luôn á. Mà những cái game dọc đường như vậy nè nó mới tốt. Nhưng mà mình đi vô ruộng mình nhổ thì mình cũng sợ lắm, tại vì sợ người ta xịt thuốc á, mình cũng không dám ăn. Mà chọn phải kiếm cái chỗ rừng nào mà cái kiểu như bỏ trống á, hoặc là đồng trống mình biết thì mình mới đi hái thôi, chứ không ấy là không dám hái đâu anh chị ơi. Đó, mình đi bộ về. Alo, tu trouves quoi? Hein? Comment tu trouves? Eh, mais ça devant la lumière. Mais hein? Tu sais, ils embêtent. Il faut faire 2 fois. Ah oui, tu avais été. Pour les noirs, c'est difficile. Ben, c'est joli, là. Oui, ouais, c'est joli. Mmh. En plus, elle est pas cher. Combien? Je payais 80 euros.
Cái này là video vào tối thứ hai. Dung đi chợ thì giờ Dung về, Dung tối Dung không có nấu cơm thì Dung sáng nó nói ba cho con đi ăn burger. Đây là qua nhà hàng của anh bạn ông xã Dung để mình cho nó ăn burger. Đây là phần burger dành cho thực đơn trẻ con nha cô chú anh chị. Thực đơn trẻ con là hình như 8 đồng. Mà nó có nước uống rồi với bánh pizza lui thì ăn bánh pizza. Còn em Sắp thì ăn nước uống với burger. Một hồi tụi nó có kem tráng miệng nữa. Như một set thực đơn nguyên luôn á. Y như chỗ Dung. Dung thì ăn burger. Ở đây thì mình gọi burger thì nó sẽ có một miếng thịt bò. Còn nếu mà mình muốn gọi thêm một miếng thịt bò nữa là hình như 4 euro thêm. Hai đứa nhỏ nhà Dương nó ăn khỏe lắm nha cô chú anh chị ơi. Xin chào bà cô chú. Dẫn đi ăn. Xin chào bà cô chú. Đồ ăn nhiêu là nó ăn hết à. Luôn là một on est si Charlie pour l'instant. Et moi je dis pas que moi je mange qui mange. Un burger entier. Ça fait 2 heures qu'on est là. Mais moi j'ai mangé une moitié de pizza à lui. Il mange un glaçon. Eh oui. Eh bah. Ở đây bánh pizza là 16.90 đồng một cái. Gần khoảng 450.000 một cái đi. Mà bên này người ta gọi một phần pizza thấy đông vậy đó cô chú anh chị ơi. Mà Dung nhìn để ý là Dung thấy một cái pizza người ta ăn hai người, một cái bàn đông đó là Dung thấy một cái bánh burger chia làm đôi đó. Mà nhiều người người ta ăn khỏe thì người ta gọi cái bánh size bự, còn nhiều người người ta ăn ấy thì người ta gọi cái bánh size nhỏ. Dung không có ăn tráng miệng ở nhà hàng. Dung về Dung gọt dâu Dung ăn. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung xin chúc trong bà cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Thì hôm nay Dung xin chia sẻ với bà cô chú anh chị sơ sơ về làm tóc, làm đẹp ở bên Pháp. Thì nhiều người Pháp, nhiều người lớn tuổi nhưng của chú anh chị người ta rất là gọn gàng, tóc tai rồi này kia, móng tóc là có người ta đi làm là hàng tháng lần vậy đó, có người có khi hàng tuần, nếu mà tóc ai dài á là người ta sẽ đi cắt rất là thường xuyên luôn. Con dâu ông xã Dung nó ăn dâu là nó cắt tới đây thôi nè cô chú anh chị, nó chỉ lấy cái dưới này thôi, trên cái phần này là không có ăn. Mình thấy nó cắt trái dâu mà mình sốt ruột á, đó là không có dịch trong cái lá mà cắt cái uống như vậy đâu, cắt tới đây thôi, có nửa trái dâu thầy là lấy cái phần cuối thôi. Trái này to ghê nè cô chú anh chị ơi. Ở đây mình thì có dâu đỏ thôi, dâu trắng thì ở Pháp cũng có nhưng mà mình chưa có thấy, chưa có ăn bao giờ, thấy có bán trong siêu thị á cô chú anh chị. Giá dâu Pháp rất là cao. Cái này là dâu của Tây Ban Nha hoặc là từ Maroc qua. Đó, thêm một muỗng canh đường vô. Trời ơi, hồi cái này cái nước dâu nó ra nước á, mình rất là thích uống luôn. Nó ngọt mà nó thơm lắm, như siro dâu tự nhiên vậy đó. Cả lát ra trên bàn tự nhiên.